Chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình bản tin Tổng giáo phận Hà Nội. Kính thưa quý vị, trong tuần qua, giáo hội Việt Nam đã được sống trong những khoảnh khắc đi vào lịch sử khi được chào đón Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher. Ngài đã có chuyến thăm tại Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4 năm 2024 theo lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong 6 ngày tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã tới thăm và dâng thánh lễ tại ba giáo tỉnh Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Bên cạnh đó, ngài đã có cuộc hội đàm thân mật với thủ tướng và các quan chức chính phủ Việt Nam. Đồng thời, ngài cũng đã đi thăm một số địa điểm khác. Sau đây là toàn cảnh chuyến thăm của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher. kính thưa quý vị, vào lúc 13 giờ 15 phút thứ ba ngày 9 tháng 4 năm 2024, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đã đặt chân tới sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội, khởi đầu chuyến thăm tại Việt Nam. Tháp tùng ngài có Đức ông John David Pucher, Thư ký Bộ Ngoại giao. Đón tiếp ngài có Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski, Đại diện thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam và Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý cha quý sơ và một số vị đại diện lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Vào lúc 17 giờ cùng ngày, đức tổng thống Mukhanga đã gặp gỡ và trao đổi với ông Bùi Thanh Sơn, bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam để mở đầu cho chuyến viếng thăm. Ngày 10 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Bộ, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp đón đức tổng thống Ganager. Phát biểu tại buổi tiếp. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh trà tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican, đồng thời khẳng định nhà nước Việt Nam luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Ngỏ lời, Bộ trưởng Gallagher nhất trí thúc đẩy các tiếp xúc, trao đổi, tăng cường hợp tác hai bên thông qua đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam. Chiều ngày 10 tháng 4 năm 2024, Đức Tổng giám mục Gallagher đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại trụ sở Chính phủ. Cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí rất thân thiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh rất tích cực và càng được củng cố thêm với thỏa thuận về đại diện thường trú của Đức Giáo hoàng vào tháng 7 năm ngoái, một thỏa thuận được xác định là cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng bày tỏ sự hài lòng về mối quan hệ song phương tốt đẹp, hy vọng cuộc gặp tiếp theo, lần thứ 11 của nhóm làm việc chung Việt Nam Tòa thánh có thể sớm diễn ra. Ngài cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự đóng góp mà cộng đồng Công giáo mang lại cho sự phát triển của xã hội Việt Nam. Trong cuộc hội đàm, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tới Việt Nam cũng đã được thảo luận. Vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa tại Hà Nội, Đức Tổng giám mục Wanager cảm nhận được sự chào đón nồng hậu của các cấp chính quyền và của giáo dân Giáo hội Việt Nam. Đức Tổng giám mục chia sẻ, điều đánh động ngài nhất là giây phút được bước vào ngôi thánh đường nhà thờ Chính tòa Hà Nội và gặp gỡ từng giáo dân là những viên đá sống động của hội thánh. Ngài cũng muốn đảm bảo sự gần gũi của Đức Thánh Cha Francisco thông qua sự hiện diện của Ngài. Sang thứ Năm, ngày 11 tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh đã có chuyến viếng thăm tại Trung tâm Quốc tế Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi hợp tác với Bệnh viện Bambino Gesù của Roma từ năm 2005. Đức Tổng giám mục Ganager kỳ vọng các em nhỏ sẽ nhận được sự quan tâm và chăm sóc thông qua sự hợp tác lâu dài giữa hai bệnh viện. Nhân chuyến thăm, Đức Tổng giám mục Ganager cũng gửi tặng bệnh viện 50 xuất quà cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Kết thúc chuyến thăm tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Đức Tổng thống Mục Gallagher ghé thăm Viện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Vào lúc 16 giờ 30 Đức Tổng thống Mục Gallagher ra sân bay nội bài đến với giáo phận Huế khép lại chuyến thăm hơn 2 ngày tại Hà Nội. Sau khi lên chuyến bay vào lúc 16 giờ 30 từ sân bay quốc tế nội bài vào lúc 18 giờ 10 phút, chiều thứ Năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024, Phái đoàn Ngoại giao Tòa Thánh do Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher Bộ trưởng Ngoại giao làm trưởng đoàn đã đáp chuyến bay đến sân bay quốc tế Phú Bài, bắt đầu chuyến thăm Tổng giáo phận Huế. Cùng đi có Đức Tổng giám mục Marek Jarzęcki đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam, Đức ông John David butcher thư ký Bộ Ngoại giao, Cha du xe Đào Nguyên Vũ, tránh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đón phái đoàn tại sân bay có Đức Cha du xe Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế. Đức cha Du Xe Đặng Đức Ngân, Tổng giáo mục Phó Tổng giáo phận Huế, Đức ông An Tôn Dương Quỳnh, Tổng đại diện, Đức ông Du Xe Nguyễn Văn Chánh, đại diện giáo mục, cùng quý cha, quý thầy trong Tổng giáo phận và một số anh chị em giáo dân. Chỉ sau ít giờ sau khi đáp chuyến bay đến Huế vào lúc 20h30 tối thứ Năm, ngày 11 tháng 4, Đức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh đã dẫn đầu phái đoàn viếng thăm Đại chủng viện Huế. Đón tiếp phái đoàn có cha Du Xe Hồ Thứ, Giám đốc Đại chủng viện, quý cha giáo cùng tất cả quý thầy đang tu học tại Đại chủng viện Huế thuộc Tổng giáo phận Huế và các giáo phận Đà Nẵng, Con Tum, Hưng Hóa. Trong bài huấn từ với quý thầy, Đức Tổng giám mục Ganager vui mừng vì số lượng đông đảo của các chúng sinh tại Huế. Ngài nhấn mạnh đến niềm vui đích thực xuất phát từ sự gặp gỡ, từ mối tương quan với người khác, từ cảm nghiệm được thấu hiểu, được yêu thương cũng như từ việc chấp nhận và yêu thương người khác sang thứ sáu ngày 12 tháng 4, Đức Tổng thống Mục Bộ trưởng đã chủ tế thánh lễ đồng tế tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam lúc 8 giờ. cái đó, Ngài vào thăm dòng miền thánh giá Huế. Buổi chiều cùng ngày, phái đoàn kết thúc chuyến thăm Tổng giáo phận Huế và tiếp tục hành trình đến thăm giáo phận Đà Nẵng và tham quan phố cổ Hội An. Kính thưa quý vị, sau khi thăm hai giáo tỉnh Hà Nội và Huế, vào lúc 13 giờ 20 thứ Bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024, Đức Tổng giám mục Gallagher đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Tại đây, Ngài đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn và có cuộc tiếp kiến với Hội đồng giám mục Việt Nam. Đoàn phái đoàn tại sân bay có Đức Tổng giám mục Dù Xe Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam. Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, tổng đại diện linh mục Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa trưởng ấn tòa giám mục Sài Gòn. Sau những giây phút chào thăm tại sân bay Tân Sơn Nhất, phái đoàn được thắp tùng về tòa nhà văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam trong niềm vui đón tiếp của các linh mục, nữ tu và nhân viên đang làm việc tại văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Buổi chiều cùng ngày, Đức Tổng Giám mục Garner đã di chuyển từ văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đến nhà thờ chính tòa Đức bà Sài Gòn để chủ tế thánh lễ vào lúc 17 giờ 30 phát biểu chào mừng phái đoàn ngoại giao Đức tổng thống mục Xe nguyễn năng tin tưởng chuyến viếng thăm việt nam của đức bộ trưởng ngoại giao sẽ đem lại sự khích lệ lớn lao để các tín hữu tiếp tục nhiệt thành làm chứng cho đức ái nhờ đó mà giới thiệu chúa cho mọi người và góp phần phúc âm hóa xã hội trong tháng lễ đức tổng thống mục gannagher dâng lời tạ ơn thiên chúa đã tạo cơ hội cho ngài được dâng lễ với cộng đoàn ngài bày tỏ niềm vui khi có kinh nghiệm quý báu được chứng kiến đời sống đức tin phong phú của các tín hữu tại việt nam sự hiện diện của Ngài cũng chứng kiến được sự cộng tác với các cơ quan chính phủ của nhà nước Việt Nam và mối tương quan với giáo hội Việt Nam qua sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Marek Zaleski, đại diện thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam. Tòa Thánh ghi nhận sự hiện diện của Đức Tổng đại diện Tòa Thánh và ủng hộ sứ mạng của Ngài tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Đức Tổng giám mục Ganager tin tưởng mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam sẽ ngày càng triển nở. Từ đó, Đức Tổng giám mục mời gọi cộng đoàn trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến thăm Việt Nam, hãy đồng hành và hiệp thông với nhau cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, vị cha chung của Giáo hội hoàn cầu. Kính thưa quý vị, vào lúc 10 giờ sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024, Đức Tổng giám mục Gallagher đã có cuộc tiếp kiến với Hội đồng giám mục Việt Nam. Đây là hoạt động cuối cùng của Đức Tổng giám mục Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh trong chuyến thăm tại Giáo hội Việt Nam mở đầu cuộc gặp gỡ, đức tổng giám mục du xe nguyễn năng chủ tịch hội đồng giám mục việt nam đã trân trọng chào mừng đức tổng giám mục paul richard ganager bộ trưởng ngoại giao tòa thánh, đức tổng giám mục marek zaleski đại diện thường trú của tòa thánh tại việt nam và đức ông john david bucher nhân dịp gặp gỡ, đức tổng giám mục du xe nguyễn năng đã tặng quà phái đoàn ngoại giao. sau đó, đức tổng giám mục ganager cũng đã gửi quà tặng từng giám mục trong hội đồng giám mục việt nam. kế đó, dân nhạc dân tộc đã biểu diễn 10 nhạc phẩm hân hoan chào mừng phái đoàn ngoại giao tòa thánh cùng các giám mục trong hội đồng giám mục việt nam. Vào lúc 12 giờ 45, Đức tổng thống mục Gallagher cùng phái đoàn ngoại giao ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Hà Nội trên chuyến bay VN214 khởi hành vào lúc 14 giờ. Cuối cùng vào lúc 19 giờ 30, Đức tổng thống mục Paul Richard Gallagher và Đức ông John David Butler đã khởi hành trở về lại Roma trên chuyến bay QR977 kết thúc chuyến viếng thăm Việt Nam. Kính thưa quý vị, chuyến thăm 6 ngày vừa qua của Đức tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh đã đem đến niềm vui cho toàn thể giáo hội Việt Nam với hơn 7 triệu tín hữu trên giải đất hình chữ S. Chuyến thăm của Đức Tổng Giám Mục đã biểu lộ tình thương yêu và sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phan Cô đối với hội thánh tại Việt Nam. Ước mong chuyến thăm này sẽ thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh ngày thêm tốt đẹp. Chúng ta tiếp tục hiệp lời cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của giáo hội, cách riêng cho niềm hy vọng một ngày không xa sẽ được chào đón vị cha chung của giáo hội Hoàn Vũ đến với con dân đất Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!